Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Lúc trưa em vừa đăng lên con quay SG100 thì đã bán xong rồi. Và buổi chiều ngày hôm nay thì em có nhận được một đơn của một anh là anh Tuấn. Anh ấy ở Tượng Đài Giải Phóng Long Khánh, Đồng Nai đã chốt hạ con súp Yamaha, mã của nó là SVK1000. Hôm trước em có hai con đấy, và một con thì em đã đóng đi cho khách Hà Nội, và một con ngày hôm nay thì là con này. Đấy, thì vừa nhận đơn và anh đã chuyển khoản đầy đủ cho bên em nhé, không thiếu một xu nào đâu. Đấy, cái đấy trước tiên là rất chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng bên em và chuyển khoản hết. Và yêu cầu của anh là chuyển xe cho nó nhanh, thì em sẽ một tí nữa em sẽ đóng hàng xong em sẽ gửi lên xe cho anh. Đấy, thì đây là độ đẹp của sản phẩm. Con này chính là cái con mà anh ấy nhớ rất rõ. Trên dây sẽ không ghi năm sản xuất, nhưng trên dây nó sẽ có ghi chữ Yamaha. Đây này. Đấy, dây nguồn của nó đây. Đấy, bình thường như những con khác thì nó sẽ ghi năm 1990 và 1991. Nhưng con này nó sẽ không ghi chữ, và nó chỉ không ghi năm và nó chỉ ghi chữ Yamaha này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, chữ Yamaha. Con này sử dụng điện 100V. Sử dụng điện 100V nhá. Cấu tạo là bát 30, nặng 48 kg. Đấy, thì đây, điện của nó là điện 100V, và công suất của nó hiện hành của con này đang là 100W. Đây là công suất tiêu thụ chứ không phải là công suất ra loa nha anh em nhé. Và hiện tại bây giờ em đang test cho anh theo cái cổng, đó là cổng input bằng jack tín hiệu ra của đường loa âm đi. Và sau khi đó thì anh có thể cắm vào bên này và ra bên này. Đấy, nó sẽ nối với nhau ra một cặp loa khác. Đấy, đây là chữ ớt này, anh đấu từ jack này ra loa. Hoặc là đấy, còn anh có thể đấu sang bên này. Bởi vì thực sự ra là mình hiểu nôm na là cái cầu này nó sẽ hàn sang cái này, và cái cầu này nó sẽ hàn sang cái này, cái cầu này nó hàn sang cái này, và cái này sang cái này nhá. Thế nên là anh em mình hoàn toàn có thể đấu được. Thôi mình cứ đấu theo đúng nguyên tắc cái chữ của nó viết ở trên này đi. Đấy, em đã đấu lại ok này. Đấy, đây là đường tín hiệu vào, đây là đường tín hiệu ra loa. Đấy, nối tiếp ra một đôi loa khác. Đấy, dòng Yamaha thì nó làm rắc rất chi là cầu kỳ. Có nghĩa là một cái rắc nó sẽ xoay theo chiều hướng này, vào theo chiều hướng này, và một cái rắc bên dưới thì nó sẽ xoay theo chiều hướng chếch 90 độ ngược lại. Đây này. Đấy, để tránh cái tình trạng là anh em mình cắm hai cái dây. Đấy, hai cái dây theo hai cái chiều của nó khác nhau, nó xuôi nhau thì nó sẽ dễ bị chạm. Đấy, thực sự ra người Nhật nó rất chi là thông minh. Rất chi là thông minh và tỉ mỉ đến từng cm. Chính vì thế mà mấy em diễn viên Hàn Quốc ấy, mấy em diễn viên AV ấy, đẹp đến từng cm anh em nhỉ. Xem mãi không thể chán. Đấy. Và có một điều nữa là anh em muốn tháo cái e-căng này ra này thì cũng rất dễ thôi, anh em mình làm cái nhíp, một cái nhíp nha. Anh em mình cặp vào đây nha. Chọc xuyên qua cái vải này, xong rồi đẩy từ từ thôi, cứ giữ từ từ và nó sẽ ra. Đây này. Đấy. Đấy, cứ từ từ nhảy nó sẽ ra. Đấy. Vâng, và đây khi sau khi ra xong thì cái loa bát của nó này, bát của nó bên trong này, bát 30. Gân này là gân lụa nhá. Rất tốt, rất đẹp luôn. Tem của bên em đã dán cho anh nhá. Đấy, rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta test tiếng của nó nhá. Đây là nút volume to nhỏ này, còn đây là nút cắt trầm nhiều hay ít. Đấy, anh em nghe thấy chưa, hơi vặn lên phát tiếng trầm nó đã khác hẳn rồi. Hiện video này thì cũng cho em xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn luôn là bên em đang có chiếc lọc xì Pioneer 3.3, giá là 2,6 triệu nhá, đẹp lung linh xuất sắc, 7 dây tần 1 vế, khổ 42, màu đen, cao 7,5 cm và chiều sâu của nó là 23 cm. Sử dụng con này sử dụng đa cổ điện, điện 100, điện 220V. Đấy. Máy của nó series đuôi cuối là 7792. Tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra em đã đánh dấu cho anh em rồi. Cảm ơn anh em đã xem ủng hộ kênh máy bao zin toàn tập cho anh em. Anh em nào đặt cọc thì COD cái con quay kia là 500k, em sẽ ship hàng và thanh toán nốt tiền cho bên bưu điện. Cảm ơn anh em đã xem ủng hộ kênh Phản Thức Audio.